Hiện nay, xuất khẩu được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng rất mạnh mẽ và Việt Nam đang xếp thứ 27 trong tổng số các quốc gia xuất khẩu lớn của thế giới. Đây là tín hiệu tích cực trong bức tranh thương mại của Việt Nam trong năm qua. Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2018 đạt trên 352 tỷ đô la Mỹ, cả năm ước đạt 475 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với năm 2017. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục củng cố vị thế, trong đó xuất khẩu dệt may hiện đang đứng thứ 7, da giày đứng thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 2 thế giới về xuất khẩu. Mặt hàng điện tử đang đứng thứ 12, thủy sản đứng thứ 4, đồ gỗ đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu, vân vân. Về mục tiêu xuất khẩu năm 2019, Bộ Công Thương dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 đến 8% so với 2018, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ Công Thương sẽ đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập khẩu bằng các hàng rào kỹ thuật, biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững.